Hoàng Vy và Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện Chào Buổi Sáng. Thưa quý vị, trở lại với câu chuyện của hãng hàng không United Airlines đã kéo lê một hành khách người Mỹ gốc Việt là bác sĩ Đào, David Đào. Thì cái diễn tiến mới nhất cái câu chuyện này đã làm cho cả thế giới gần như rúng động và một cái khủng hoảng thay vì chỉ diễn ra ở một khu vực mà bây giờ đã lan ra cả thế giới tới mức độ là rất nhiều hành khách đòi tẩy chay cái hãng hàng không này. Thì cái diễn tiến mới nhất luật sư Thomas Demetrio của ông David Đào đã cho biết là bác sĩ gốc Việt đã có những cái thảo thuận thân mật với hãng United Airlines và đã đồng ý là sẽ không kiện cái hãng hàng không này nữa. Nhưng mà số tiền mà hãng máy bay này bồi thường cho ông Đào thì đã không được tiết lộ. Vụ hòa giải này đã diễn ra gần 3 tuần sau cái vụ việc đình đám trên. Và trong một cái tuyên bố ngắn cùng ngày, hãng hàng không United Airlines nói là rất hài lòng về việc đạt được giải pháp hòa hảo cho cái sự việc không may diễn ra trên chuyến bay 3411. Và cũng đồng thời, United Airlines cũng thông báo một số thay đổi khác sau cái sự việc vừa qua, là gồm nâng mức bồi thường cho hành khách chịu nhường chỗ. Thay vì chỉ khoảng 1.200 đến 1.300 thôi, thì bây giờ nếu hành khách nào chịu nhường chỗ cho một chuyến bay đã quá tải thì sẽ được bồi thường 10.000 Mỹ Kim. Và đồng thời United Airlines cũng tiến hành tăng cường tập huấn cho nhân viên và giảm bớt lượng đặt vé nhiều hơn so với số ghế trên máy bay. Và mới đây nhất gần như là chắc là United Airlines cũng đang gặp những cái ngày tháng vận hạn của mình khi lại xảy ra một chuyện là một cái con thỏ lớn, rất là lớn được vận chuyển ở trên máy bay mà lại bị chết ngay trên chiếc máy bay của United Airlines. Thực sự ra thì các hãng máy bay cũng như là các hãng vận chuyển công cộng trên mặt đất, hãng nào thì cũng có những cái lỗi lầm, cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra mỗi ngày. Nó chỉ khổ một nỗi là cái chuyện của ông Đào lại là người Việt Nam của chúng ta, và dĩ nhiên không phải chỉ vì người Việt Nam mà chúng ta nói đến, nhưng mà báo chí của toàn quốc và cả trên thế giới đều nói đến cái chuyện này. Và cũng là một dịp, biết đâu cũng là một dịp để cho các nhân viên, có phải ông Hoàng ấy, để cho các nhân viên của mọi ngành nghề, đặc biệt là trong các chuyến bay của các hãng hàng không, thì biết sửa sai lại những cái gì. Mỗi hãng, mỗi công ty đều có những cái policy, những cái lệnh sắc riêng để mà bắt nhân viên cũng như hành khách phải tuân theo. Thế nhưng mà cũng đôi lúc thì cũng phải nói rằng thì là, vì vậy Hoa Kỳ vẫn luôn luôn nói rằng thì là customers are number one, nghĩa là những khách hàng đều là những người mà chúng ta phải đặt lòng tin. Có nghĩa là khách hàng luôn luôn đúng. Và điều thứ hai là nếu khách hàng không đúng thì hãy nhìn lại điều thứ nhất. Đúng là như vậy, nhưng mà thực sự là thực hiện cũng không phải là dễ, bởi vì cái bản tính của con người giống như thế là cái chuyện xảy ra với ông bác sĩ Đào đó. Đã là con người thành thử đôi lúc thì nhân viên lúc bây giờ không kịp suy nghĩ là mình phải thế này thế kia, mà chỉ nghĩ rằng tôi làm cái việc là đúng, anh là người phải đưa ra khỏi máy bay, mà anh không đi thì tôi kéo anh đi. Trong nó có những cái chi tiết mà chúng tôi cũng không cần phải trở lại nữa, bởi quý vị cũng đã biết rồi. Nó có chi tiết có khi là vì thế này vì thế kia, nhưng mà nó đã đưa đến cái sự việc như vậy. Và may mắn, phải nói thẳng như vậy, may mắn là câu chuyện đã ngừng lại ở cái chuyện đúng như thằng Hoàng Vy vừa đưa ra, là cả hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận nào đó. Bởi vì hãng United Airlines là một hãng khổng lồ của Hoa Kỳ, tiền của họ là bạc tỷ chứ đâu phải bạc trăm bạc ngàn. Và với ông bác sĩ Đào, chúng tôi không nói là vì là một người thấp cỏ bé họng không, là một người đã là một người, một cá nhân, thì một tư pháp thì là pháp nhân, thì là có đầy đủ cái quyền năng của một con người. Thế nhưng mà cái sự dàn xếp nó nhẹ nhàng là ở chỗ đó. Cảm ơn quý vị. Có lẽ cái câu chuyện về ông bác sĩ Đào do United Airlines nó sẽ chấm dứt sau cái chuyện này đã xong, có phải không? Chúng tôi gửi tới quý vị một câu chuyện cũng rất còn nóng hổi, đó là chuyện Đức Giáo Hoàng Francisco của Đạo Thiên Chúa đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập trong ngày thứ Sáu, thứ Bảy vừa qua. Chuyến bay chở Đức Giáo Hoàng đã đáp xuống đất Ai Cập, thủ đô của Cairo. Chúng ta biết là trong kinh thánh của người Công giáo cũng như những người Kitô giáo nói chung, thì Ai Cập là một trong những miền đất mà kinh thánh đã nói đến rất nhiều. Và đây chính là chuyến thăm đặc biệt của một vị giáo hoàng Công giáo La Mã đến với người dân Ai Cập nói chung và với người Kitô hữu nói riêng, thưa quý khán thính giả. Và thưa quý vị, chúng ta biết là người Kitô hữu tại Ai Cập chỉ là một thành phần thiểu số rất nhỏ. Rất nhỏ quý vị nhé. Vì đại đa số người dân Ai Cập thuộc, họ theo Hồi giáo.
và trải qua nhiều thế hệ, họ đã chịu nhiều thiệt thòi giữa một đất nước như chúng tôi vừa thưa, đa số là người Hồi giáo. Và chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco nhằm cái gì? Nhằm tìm cách hàn gắn những quan hệ với đạo Hồi tại quốc gia này. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến Ai Cập để sửa chữa các mối liên hệ với các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo, cũng như để an ủi các cộng đồng Kitô hữu đã luôn phải đối mặt với cái áp lực từ nhiều phía, nhất là trong những thời gian gần đây. Chúng ta biết là sau khi mà Tổng thống Mubarak bị kéo sập vì cái sự lãnh đạo độc tài, theo như người ta nói, thì những người đạo Hồi đã nổi lên chống đối rất mạnh mẽ. Và đối với người Kitô hữu, nhiều nhà thờ đã bị đập phá. Và mới đây nhất quý vị ơi, mới cách đây chỉ hơn 2 tuần, có thể nói như vậy, là vào dịp lễ lá, một vụ khủng bố đã giết chết vài chục tín hữu người Kitô hữu, khiến cho người ta lo ngại là cái sự đe dọa xóa sổ hẳn cái cộng đồng Kitô giáo ở Ai Cập ngày càng rõ rệt. Và cũng nhân cái câu chuyện này, chúng tôi gửi đến quý vị, và chắc chắn những quý vị nào theo dõi đã biết rồi, trong chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Ai Cập, Ngài đã gặp vị giáo chủ có thể nói là uy tín nhất của đạo Hồi trên toàn thế giới, chứ không riêng gì tại Ai Cập, về cái ngành gọi là Hồi giáo Kitô, Hồi giáo phái Sunni. Và cũng trong chính cái cuộc gặp gỡ này thì Ngài đã gần như là có thể nói là có cái thái độ rất khiêm nhường để tôn vinh vị lãnh đạo tinh thần của đạo Hồi theo phái Sunni đó. Và hy vọng, người ta hy vọng rằng chuyến đi của Đức Giáo Hoàng sẽ gây được một cái ảnh hưởng nào đó, và nhờ đó người Kitô hữu tại Ai Cập có thể có là cái sự dễ thở nhiều hơn. Nhưng mà vẫn như chúng ta vẫn thường nói, cái sự ngột ngạt đó đã từng có mà nó càng tăng cao, thì và nhất là trong lúc này quân nhà nước Hồi giáo lại đang chủ trương tiêu diệt Tây phương, nói một cách chung chung như vậy, và đặc biệt những người Kitô giáo ở các quốc gia mà họ có thể đánh phá được. Thưa quý vị, trở ngược lại về phía Hoa Kỳ, mới đây nhất Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ không rút khỏi NAFTA nữa. Cũng không hẳn đây là một cái sự lật ngược lại tình thế hoàn toàn, nhưng cũng vẫn là thay đổi quan điểm và không hẳn như đã cam kết trong vận động tranh cử. Tổng thống Donald Trump không đưa nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận về khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ, NAFTA, mà chỉ là đàm phán lại với Canada và Mexico về cái thỏa thuận này. Cái quyết định này khiến cho dân Mỹ khá là bất ngờ, vì trong quá khứ thì Tổng thống Donald Trump luôn coi NAFTA là một thảm họa đối với nước Mỹ, doanh nghiệp Mỹ và người lao động Mỹ. Sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Donald Trump về NAFTA càng lạ lùng khi là Ngài đang sức lực găng với cả Mexico lẫn Canada trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai nước láng giềng này còn lại là những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ về kim ngạch trao đổi thương mại. Và Tổng thống Enrique Nieto của Mexico và Thủ tướng Justin Trudeau của Canada cũng cho là họ đồng ý cái giải quyết từ từ, bởi vì có những điều khoản mà không thể tái thương thuyết, và nhưng mà trên hết vẫn phải đặt quyền lợi của các quốc gia lên trên. Và rõ ràng nếu tiếp cận theo cái cách của Ngài Trump thì ít nhất cũng làm thay đổi NAFTA và buộc hai nước láng giềng phải chấp nhận đàm phán lại NAFTA, thì có thể coi đây là một bước tiến của Tổng thống Donald Trump, là bằng chứng có thực hiện cam kết tranh cử và không bị coi là đã phản bội lại những cử tri đã bỏ phiếu cho mình. Nhưng mà nếu mà ngược lại thì sao? Nếu mà không, hai nước không đạt được những cái thỏa thuận mà để cho hai nước phải nhún nhường lại thì sao, anh Mai Tuấn có xem như là Tổng thống Donald Trump của chúng ta thì cũng... kể như là, xin lỗi Hoàng Việt, thì kể như là ba quốc gia Bắc Mỹ, bởi vì chúng ta biết là châu Mỹ được gồm có Bắc Mỹ, là gồm có Canada, Hoa Kỳ và Mexico, rồi đến Trung Mỹ là các quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ như thế là trong đó là coi dĩ nhiên chợ không mà là các nước nhỏ như thế là Venezuela, rồi Latin, mấy nước nhỏ ở Trung Mỹ, rồi sâu xuống các nước ở miền Nam Mỹ là như lớn như là Brazil hoặc là Argentina, thì Bắc Mỹ này ba quốc gia Canada, Hoa Kỳ và Mexico là ba quốc gia lãnh đạo của cả cái khối châu Mỹ đấy, mà tổng thống của chúng ta thì hăng hái và mạnh mẽ và nghĩ rằng, cho rằng cái lời mình tuyên bố trong khi tranh cử thì bây giờ phải thực hiện cho bằng được. Nhưng mà nhìn đi tính lại, trong đón trước nhìn sau thì các cố vấn, và chắc chắn là chúng ta cần phải có các những cố vấn tổng thống Donald Trump, dù Ngài có giỏi mấy đi chăng nữa thì cái sự lèo lái của Ngài cũng phải là có một bộ tham mưu.
đến sáng người. nay sáng nay thì tôi được xem Hoàng Vy được xem ở trên trang CNN, người ta có một cái clip người ta tổng kết lại những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày chính đầu tiên. Dạ, thì người ta cắt lại những câu phát biểu của ngài, thì chung quy ngài luôn tuyên bố là tôi là một người rất là giỏi thương lượng. Tôi là một người rất giỏi thương lượng. Tôi không là gì hết ngoài một cái người trung chuyển gửi thông điệp đi. Và tôi là một người rất giỏi thương lượng. Và cuối cùng là ngài rất tự hào là tôi là một người là Tổng thống Mỹ. Và ngài liên tiếp rất nhiều lần Tổng thống Donald Trump đặt nhắc lại câu nói là tôi là một người rất giỏi thương thuyết. Thì có lẽ là thật sự đây là cái điểm mạnh của Tổng thống Donald Trump, và hy vọng là ngài sẽ sử dụng cái điểm mạnh này trong cái cuộc thương thuyết về NAFTA sắp tới. Tiếp về cái NAFTA như Hoàng Vy vừa nói thì Tổng Thủ tướng Justin Trudeau của Canada nói rằng thật sự là một sự đau buồn tận cùng nếu hủy bỏ Hiệp ước Thương mại NAFTA, Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA. Và Tổng thống Nieto của Mexico thì cũng nói rằng thì là chúng ta nên bình tĩnh và từ từ, vì cũng có những điều đúng như ông Nieto nói, đã gọi là hiệp ước thương mại thì nên có làm sao cho nó anh có lợi tôi cũng có lợi, chứ không phải bây giờ cương quyết đưa ra vì cái sức mạnh của tôi như thế này rồi tôi không thích thì tôi gạt bỏ, hay là tôi thấy cái này thì tôi đánh đập. Thì đó là cái điều mà ông Nieto muốn như vậy, và đó có lẽ là đường lối khôn ngoan mà Tổng thống Donald Trump của chúng ta, thay vì hăng hái là phải làm cho bằng được là bỏ NAFTA, thì bây giờ ngài đã nói là để từ từ rồi tính. Thì biết đâu đó là những đường lối của những nhà lãnh đạo bắt đầu đấy. Và giỏi thương thuyết. Và quý vị vừa xem xong phần 2 của chương trình Chào Buổi Sáng, và rất mong quý vị sẽ quay lại sau ít phút dành cho thương mại.